Chào mừng các bạn starter đã đến với bản tin VNG số 69 và mình là Phương Thảo đến từ VNG MC Club. Hãy cùng mình điểm qua các thông tin xoay quanh VNG trong thời gian vừa qua tại bản tin kỳ này bạn nhé. Kỳ lân Việt Nam lọt top 10 công ty châu Á đáng mong đợi. VNG được Nikkei Asia công bố là một trong 10 công ty đáng mong đợi nhất tại châu Á trong năm 2023. Trong đó, VNG là công ty công nghệ duy nhất tại Việt Nam góp mặt trong danh sách. Là doanh nghiệp tiên phong trong việc đổi mới và nâng tầm sản phẩm công nghệ Việt Nam theo chuẩn thế giới, VNG duy trì mục tiêu phát triển ổn định, tin tưởng vào những giá trị cốt lõi là phát triển công nghệ và con người. Tiếp nối thành công tại thị trường Việt Nam, VNG tiếp tục mở rộng hoạt động tại những sân chơi mới trong khu vực, sẵn sàng sánh vai cùng các tập đoàn quốc tế. VNG đầu tư phát triển nền tảng quản lý đa đám mây Cloudverse. Cloudverse, nền tảng quản lý dịch vụ đa đám mây, Multi-Cloud Management Platform, cung cấp một nền tảng quản lý nguồn lực tập trung, đồng thời đưa ra các đề xuất về tuân thủ bảo mật và tối ưu hóa chi phí. Là một trong những nền tảng quản lý đa đám mây đầu tiên được phát triển tại Việt Nam, các thuật toán về Machine Learning của Cloudverse có thể giải quyết những vấn đề cấp thiết của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và mở rộng thị trường ra nước ngoài, như sử dụng nhiều hơn một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, phân bổ các tài nguyên lưu trữ trên nhiều tài khoản cloud khác nhau. Bên cạnh việc phát triển công nghệ điện toán đám mây để bắt kịp xu thế này, VNG đầu tư cho Cloudverse thông qua hợp tác với các mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn trên thế giới sẽ mang đến một nền tảng hợp nhất để các doanh nghiệp quản lý tập trung các nguồn lực tối ưu chi phí. Lộ diện top 20 xuất sắc nhất Zalo sau cuộc thi đánh giá năng lực GMAT. Vừa qua, Zalo đã tìm ra 20 gương mặt đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi kiểm tra năng lực thường niên. Đây là văn hóa đặc trưng của Zalo nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc và khuyến khích tinh thần học tập không ngừng, một trong những yếu tố then chốt cho sự thành công của Zalo. Đúng như slogan của cuộc thi, Let Your Brain Hack, hơn 1.000 sĩ tử Zalo đã làm bài kiểm tra trên máy tính cá nhân trong vòng 183 phút với nội dung thi là các câu hỏi logic, tiếng Anh và bài luận. Tổng giá trị giải thưởng dành cho top 20 cuộc thi lên đến 120 triệu đồng, trong đó riêng giải thưởng cho quán quân là 50 triệu tiền mặt. Zalo Pay bắt tay Grab Việt Nam, kỳ vọng khai thác hai hệ sinh thái khủng. Từ nay, người dùng Grab sẽ có thể lựa chọn ví điện tử Zalo Pay để thanh toán các dịch vụ, đặt xe, đặt đồ ăn, đi chợ online và giao hàng, bên cạnh hình thức thanh toán qua ví Moka trên ứng dụng Grab bằng các thẻ ngân hàng đã liên kết hoặc tiền mặt như trước đây. Cả Grab và Zalo Pay đều đang sở hữu hệ sinh thái riêng. Grab là siêu ứng dụng kết nối người dùng với các dịch vụ hàng ngày đa dạng từ giao nhận, di chuyển cho đến các dịch vụ tài chính. Còn ví điện tử quốc dân Zalo Pay cung cấp loạt tính năng tiện ích và độc đáo để đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán trong cuộc sống và kinh doanh của người dùng.